Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Cũng không hiểu biết là vì tình cờ hay là cố tình hay là gì đó mà có một số bác ở trên online bảo là tại sao bên anh bán hàng lại cứ lúc thì toàn thấy Morning, lúc thì toàn thấy i10, lúc thì toàn thấy Karen. Và cũng là thật là tình cờ, và tại ngày hôm nay, hôm qua, hôm kia em đã vừa bán xong một con Chevrolet Avel thuộc đời 2016. Thì thế quái là hôm nay lại về được một con Avel 2016. Nhưng mà con hôm trước là số sàn và con hôm nay là số tự động. Em không hiểu tại sao luôn. Em không bảo đâu, nó có tình cờ thôi mà giá hợp lý các thứ là em mua, xe ngon các thứ là em mua thôi. Đấy, thì hôm nay em chia sẻ với các bác một cái video về một con xe hai đầu. Con xe hai đầu, đầu trước, đầu sau. Đấy, có nghĩa là xe hai đầu, xe thế nào? Nó không phải là xe hatchback. Ví dụ như i10 Morning nó gọi là xe hatchback, nó gọi là xe một đầu, và con này là con hai đầu. Và xe hai đầu đi luôn luôn và chắc chắn hơn cái dòng xe một đầu. Bác nào đi ô tô rồi thì sẽ biết điều này. Đấy, và lại là số tự động, và cửa tiền của nó lại dưới 300, mà đời thì lại thuộc 2016. Đó, hôm nay em chia sẻ các bác nhá. Thì cũng có thể em làm cái clip này, các bác sẽ bảo rằng là ui con này sao đắt thế, hay là giá cao quá. Thế nhưng mà không, đối với em điều đấy không quan trọng. Đối với em ấy chỉ cần là đưa đến cho khách hàng những cái sản phẩm nào đấy nó thực sự nó chất thì em làm thôi. Và giá cả có lời là em làm. Em mua rẻ, em bán rẻ, và mua đắt thì đương nhiên em phải bán đắt các bác nhá. Đấy, rồi chia sẻ các bác một chút. Chevrolet Avel thuộc đời 2016, số tự động. Đấy, thì có nghĩa là ở cái form này còn nữa đâu nhỉ? Cái con ở bên trong kia cũng là 2016, số sàn. Bên ngoài không có gì khác nhau hết, là răng đúc. Con này là hiện tại là màu bạc, em chưa sơn lại, và nguyên bản của nó thì cũng đã sơn phẩy lại một chút rồi, nhưng không sao. Cái gương này này nó cũng hơi xước xước một tí này, nhưng cái này là không quan trọng lắm vì là thuộc đời từ 2016 đến giờ rồi. Đấy. Con này lắp hẳn đuôi gió hẳn hoi các bác nhá. Đấy. Các bác nhìn chủ trước lắp hẳn đuôi gió, và con này biển gốc của nó là biển Thành phố Hồ Chí Minh nhá. Bác nào mua ở Hà Nội thì không phải mất thuế 20 triệu đâu. Đấy. Còn khá là đẹp, đèn rất là đẹp luôn. Đây, cái này là cái mà lúc em đi qua chốt kiểm dịch nó bắn vào đây. Đấy, nhìn nó hơi bẩn bẩn một chút thôi. Đấy. Đấy, tổng quan xung quanh của nó là như vậy. Quay xa xa các bác nhìn cái con hatchback. Mặc dù là hatchback nhưng nó không bao giờ nó đẹp bằng những cái con ví dụ như là Vios hay là Camry hay là những cái kiểu như thế. Đấy, hay là những cái dòng phân khúc hạng C khác. Rồi, cái bên ngoài chỉ còn quan tâm như vậy thôi ạ. Đấy. Ngoài bên ngoài quan tâm độ đẹp nó rồi, ok, lốp láp các thứ dày bịch đúng không ạ? Khá là dày luôn. Rồi, giờ chúng ta xem bên trong. Bên trong thì cái dòng Chevrolet này, bác nào đã từng đi rồi thì cho em xin một trải nghiệm. Để em rút cái chìa khóa cho nó khỏi tong nữa. Rồi, bác nào đi dòng Chevrolet thì sẽ biết được rằng là con này rất hay bị ở đây. Bị ở đây là do tay mình cầm vào, cái này gọi là cái sơn phẩy bạc thôi. Kể cả dùng ít hay dùng nhiều nó vẫn sẽ bị, và con kia nó cũng sẽ bị, không tránh được. Đấy, con này thì mấy hôm nữa em sẽ cho đi sơn lại luôn. Bỏ ra sơn lại luôn nhá. Sơn này gọi là sơn nhúng, thế nên bác hoàn toàn là yên tâm. Đấy. Đây này, nguyên bản của nó bên trong này không động đến này thì nó còn sáng sủa này này. Đấy, màu của nó là màu này. Nhưng chỗ nào mà động đến thì sẽ sờn, em sẽ chia sẻ với bác tiếp. Đấy. Bên kia cửa kia cũng thế, cũng bị kiểu như thế, như cái chỗ này ít động đến này. Nhưng cái con mà số sàn ấy thì ở đây chủ cũng nó dán một lá cờ vào đây là nó sờn luôn cái chỗ này vào. Đó. Thì điều hòa cơ đầu thì là vẫn đầu CD nguyên bản. Đây đĩa nó này. Đĩa gì đây? Buồn này anh đâu có hay. Úi giời. Đấy, chứng tỏ là chủ xe này là thích nhà vàng. Đấy. Xa xa cái là cái đồng hồ. Dưới này là cái châm thuốc. Đây, châm thuốc đấy ạ. Châm thuốc thì chỉ phải ấn vào như này thôi, giữ này một tí. Sau đó là rút ra là cái này đỏ rực lên các bác, châm thuốc này. Đấy. Ở đây là cái gạt tàn thuốc lá. Đấy. Đây là xe kiểu Mỹ mà. Cái này là đây là khu vực cần số tự động các bác nhé. Nhớ đặc thù của cái số này này. Thì là khi mà các bác, đây ví dụ như em bật lên nhé. Đấy, em bật lên. Vào số D các thứ thì bình thường đúng không ạ? Nhưng mà khi mà lên số R, các bác mà không ấn cái cần số này xuống thì sẽ không vào được. Nhá. Khi mà kéo xuống thì kéo xuống D và thoải mái. Đấy, ok chưa? Nhưng mà lúc vào số R ấy, vào mo thì thoải mái này. Thế nhưng mà lên R là các bác không lên được. Và cái này nguyên bản nó là các bác phải ấn cần số xuống sau đó đẩy lên. Đó. Đấy, nhiều người không biết là cứ tưởng nó bị hóc nhưng mà không phải nhá. Đấy. Điều hòa cơ tất cả mọi thứ. Ok. À ghế nó vẫn là ghế nỉ. Ghế nỉ này nếu mà các bác nào mà gọi là chăm xe giữ xe lắm ấy thì cái ghế nỉ này mới sạch sẽ được, còn nếu không thì nó rất dễ bị bẩn. Nếu có điều kiện thì các bác bọc lên ghế da. Trần thì là trần còn khá là đẹp luôn. Trần con này đẹp thế nhỉ. Không hề có một vết nào. Không có bẩn cái gì hết.
cái này còn chưa cậy ra. Đó. Và xe này đã được trang bị lắp vào đây một cái màn hình và một cái cam lùi. Để em tắt này đã. Bật lên một cái vào số lùi. Đây, vào số lùi nó hiện lên màn hình lùi cho bác này. Đó. Rồi, ok. À quên ô đô. Về ô đô con này thì hiện tại em đang nhìn thấy ở đây có 5 vạn 7 thôi. Thì không biết được rằng là có đúng 5 vạn 7 không ạ. Từ 2016 giờ mà ví dụ như con Ranger của em nó chạy được 9 vạn, con này chạy được 6 vạn. Nếu như mà chỉ là dân dùng bình thường thôi thì khả năng cũng ở cái tầm 5 vạn 7. Em khẳng định luôn, vì con này là số tự động, không ai chạy dịch vụ con này hết. Đấy, còn nếu như mà các bác để ý thì ở đây nó sẽ thấy cái... Ô, có nhìn thấy không ta? Ở đây cái còi này, cái vị trí còi này nó chưa bị coi như là rách hay là bị sờn nhiều quá các bác nhé. Đấy, bình thường cái con này là bấm nhiều bấm ít ở đây nhìn phát cái các biết các bác thấy ngay. Đấy, nhưng mà con này còn vị trí khá là tốt. Đây, vị trí mặt này cũng vậy, còn rất là mới. À, xem cái dưới nữa là cái chân phanh. Ai da. Ơ, cái điện thoại của mình đâu rồi? À, điện thoại trong nhà rồi cho nên là không có cái gì bấm cho các bác được. Chân phanh chân ấy còn khô gần như không mòn quá nhá. Gần gọi là gần thì không phải, nhưng mà nhìn kỹ các thứ thì vẫn thấy có sự khác biệt bên này so với bên kia một tí. Cái chân phanh này và chân ga. Đấy. Sàn thì đã được bọc sàn da. Sàn da theo đúng cái màu của nội thất luôn. Và tất cả đều là nguyên bản hết các nhá, bác nhá, không hề tháo, không hề đâm đụng cái gì hết. Và cho các bác xem qua cái phần máy. Máy là trái tim của một con xe. Thôi có lẽ là cao chỉ em không muốn giới thiệu các bác nữa nhá, bởi vì là em chỉ nói quay qua một cánh thôi, quay nhiều quá các bác đấy, bởi vì tất cả cánh đều giống nhau hết, không có hiện tượng va chạm hay đâm đụng gì hết đâu. Đấy. Máy dòng Chevrolet này, thương hiệu của thằng Mỹ. Cái này, ui xa, lại xin phép các bác là em phải chống này lên đã. Rồi, cái thương hiệu của cái thằng Mỹ này ấy, thì trông nó rất là đơn sơ, thế nhưng mà nó lại rất là trâu bò và nồi đồng cối đá. Đấy, riêng cái phần đầu này nhá, nếu như mà các bác kiểm tra mà thấy được rằng cái thanh rằng này nó làm lại rồi, cái thanh này nó rất là nó trông cái bản nó rất là to nhưng bản thân nó rất là mỏng các bác nhá. Chỉ cần là đùn nhẹ một cái là sẽ biết ngay lập tức nhìn thấy cái này. Đấy, từ những con ốc này tháo đều chưa bị tháo nguyên bản hết. Đấy, cái quả quạt này quạt là quạt gió thổi vào động cơ. Nhìn các bác nhìn động cơ của nó này, gần như không có một tí gì gọi là dỉ dầu cả. Một tí gì gọi là dỉ dầu luôn. Đấy, các bác nhìn này, nó khô đét đẹp luôn nhá. Đấy. Đây, thanh rằng đầu cái thứ còn nguyên. Nhìn thông thoáng hẳn ở dưới là cái bộ máy nó rất là thoáng. Bên này là phần máy này, bên này là phần côn số này. Đấy. Rồi. À, kiểm tra xem nào. Ốc cabo còn zin này. Nguyên bản luôn. Rồi, con này là 4 máy các bác nhá. Đây nhìn đây này. Nó có 4 cái buji này. Đấy. Ok. Rồi, còn cái gì nữa không ta? Đăng kiểm đến tháng 10 năm 2021. Kính nguyên bản nó có chữ 16 là năm 2016 ở đây này các bạn này. Đấy. Kính này là kính nguyên bản hết. Ok, ổn. Xem nào. À, em nhìn thấy cái chỗ trắng trắng đây nhưng không phải, chỗ này chỗ đánh bóng cái bột đánh bóng thôi, không có gì. Chứ em tưởng là keo nó bị làm sao. À. Giờ ơi, xin phép các bác nhá, vừa làm video mà vừa hắt xì hơi. Rồi bây giờ em sẽ mở cái cốp sau. Cốp sau nó mở ở đây các bác nhá. Ấn nút đây. Đó. Và cốp sau nó mở cả bằng chìa khóa luôn. Các bác bấm trên chìa khóa cũng có thể mở được cốp sau. Đấy. Đây là toàn bộ phía đằng sau của nó. Các bác nhìn ạ. Tất cả đều còn zin nguyên hết nhá. Chưa hề tháo một chút nào. Lốp dự phòng này. Các bác biết cái lốp dự phòng này nó thế nào không ạ? Đây. Nó còn nguyên này luôn này. Đây. Đã hạ chưa? Này. Lốp dự phòng vẫn còn chưa hạ luôn, vẫn còn giấy bóng của nguyên hãng sản xuất luôn. Và đây là kích và cái thứ linh tinh khác. Gần như là cái này còn chưa được tháo ra cơ. Cái con này còn chưa được tháo để ra ngoài. Rồi. Đây, phần mông em nó đây, còn nguyên luôn, không có chuyện va hay móp mép gì hết nhá. Rồi xem qua cái gầm một chút nhỉ. Đây, gầm của nó được phủ gầm luôn các bác này. À, phun một lớp phủ gầm bên đây luôn. Các bác nhìn thấy không ạ? Nhìn lớp đen đen này không ạ? Đấy chính là lớp phủ gầm. Chủ này phải nói là khá là giữ xe. Chủ khá là giữ xe xem nào. 2016 sao quả lốp bên này lại thấy có hiện tượng nó mòn hơn nhỉ? Đâu rồi? Cái đết lốp đâu mà em không nhìn thấy đâu? À đây. Các bác ạ,
2016 quả này vẫn là quả lốp zin. Quả lốp zin đi theo xe luôn. Và hai quả lốp trước kia là hai quả lốp đã thay. Để em xem hai quả lốp phía sau này nè. Rồi, hai quả lốp phía sau là hai quả lốp zin theo xe vẫn còn nguyên. Tức là hai quả này khách đã đảo từ ở phía trước lại phía sau. Bởi vì là khi mà cái xe chuyển động cầu trước ấy, cái xe mà đang sử dụng chuyển động cầu trước thì bánh trước nó sẽ mòn hơn, vừa đánh lái vừa bới thì bánh trước sẽ mòn hơn. Thì hai quả này là hai quả đằng trước chuyển đằng sau và lắp vào đằng trước hai quả mới. Hai quả mới này để em xem là lắp khi nào. Không nhìn được ta. Cái mặt lốp ngoài này không nhìn được rồi các bạn. À, hai quả lốp này được đổi lại năm 2018. Đấy. À, như vậy thì 2 năm đảo một quả lốp, đảo lốp 2 năm sau đã phải đảo lốp rồi nhỉ? Em chưa xác định được lắm. Mà trong khi đó thì lốp sơ cua vẫn còn chưa hạ. Lốp trước thì thay từ 2018, còn mới tinh. Đấy. Mà chân côn chân phanh không được mòn lắm, khá là ok. Nội thất khá là đẹp. Thì bảo con này chạy nhiều thì cũng không phải chạy nhiều, bởi vì là số tự động, không ai chạy nhiều con này cả. Thực ra mà nói, chia sẻ thật với các bác này, không phải là cứ số tự động là không chạy nhiều. Đấy. Về cơ bản con này như em nhận định nhá, chia sẻ thật với các bác luôn, lột tả thật với các bác luôn, là con này phải ở mức trên 10 vạn. Con này ở tua ở cái tầm 7 vạn em không tin lắm đâu. Bởi vì sao mà em có thể nói được như vậy? Là bởi vì những cái này em cảm thấy nó hơi mòn so với bình thường. Con này nó cũng sẽ ở mức từ 12 cho đến 13, thậm chí 14 vạn, 15 vạn. Nhá các bác ạ. Các bác thông cảm là khi bọn em mua lại cái xe như này này, cá nhân bọn em cũng không biết được nó có tua đồng hồ hay không đâu, và chỉ có nhận định tạm tạm thôi. Thế như vậy thì một con 2016 đến bây giờ tầm khoảng 13 vạn, 15 vạn thì chạy phải nói là cũng khá là chạy nhiều gấp rưỡi so với em chạy con bán tải. Bán tải thì em cũng chạy loanh quanh ở đây và các thứ đi thôi. Như vậy là con này cũng chạy nó phải ngang ngửa hoặc là hơn con màu đen kia. Đấy. Đấy là chia sẻ thật với các luôn, không có gì giấu ở một con xe như thế này cả. Đấy. Con này là con số tự động, tất cả mọi thứ đều còn nguyên. Và cái lốp này em nghĩ được rằng là vẫn là từ đời, lốp hai lốp sau này vẫn từ đời. Bác nào mà chạy cái quả lốp theo xe này mà chạy được 15-17 vạn thì bảo em nhé, hai quả này là hai quả phía đằng trước nhé. Nó con này chỉ ở tầm chục vạn, hơn chục vạn, 12-13 vạn quay đầu, tầm đó thôi. Em chỉ áng tầm đấy thôi, chứ thực ra nó để mà khẳng định nó là bao nhiêu thì em không khẳng định được. Đấy, em chỉ biết được rằng là một con này nếu mà đi giữ ở đường thành phố, đi thành trong thành phố Hồ Chí Minh nhá, đi giữ không đi vào đường gồ ghề đá nhiều thì từ 2016 đến giờ một quả lốp bây giờ vẫn đang dùng được, em nghĩ là khá là ổn, là đúng, không sai. Bởi vì quả lốp nó vẫn đang dùng, người ta mới đảo từ trên xuống thôi. Đấy. Rồi còn đôi kia là đôi đế từ 2018. Rồi ok. Nói chung là như thế này, một cái xe cũ các bác không quan tâm lắm đến cái vấn đề là chạy. Thực ra thì quan tâm thì cũng rất phải nói là quan tâm, nhưng mà để mà cứ nhìn và chăm chăm và xem nó chạy được bao nhiêu rồi như thế nào chẳng hạn, mà không quan tâm đến cái chất lượng thực sự của xe chẳng hạn, thì gần như là bỏ qua, không nói đến cái vấn đề đấy làm gì nữa. Đấy, cái xe này hiện tại nó thuộc đời 2016. Đấy, máy móc còn zin đét, gầm bệ chưa mục mọt, kính chưa thay, sơn xung quanh thì sơn tỉa cái tót các thứ rồi. Đấy, phần nóc và những cái phần khác là sơn vẫn còn nguyên bản nhá. Phần nóc và những phần khác là sơn còn nguyên bản. Tuy nhiên ở những cái cản sau này cũng đã sơn phẩy lại rồi. Thế cháy làm sao được, từ 2016 giờ không thể tránh được các bạn. Rồi ok. Và tiết mục cuối cùng, giá của em nó là bao nhiêu? Thôi, em có lẽ là giá em đã viết ngay ở trên cái tiêu đề rồi, ở trên cái tiêu đề cũng như là ở cái trong video rồi. Giá con này 282 triệu. Và giá đã rút hồ sơ, bao rút hồ sơ, còn các bác vào tên thì tùy vào tên mà hết bao nhiêu tiền thì bác cộng thêm. Thì tức là nó dao động vào đâu đó tầm khoảng 4 đến 5 triệu nữa là ra tên cho các bác luôn. 287 triệu để các bác sở hữu một con xe thuộc đời 2016 số tự động hai cầu. Đấy, thì đây chính là một cái nhu cầu nào đấy để mà các bác đấy. Thị trường vẫn bán những cái con này
Đấy, thị trường vẫn bán những con này, nó dao động vào tầm khoảng 270 đến 290, thậm chí là có con hơn 300. Các bác có thể tham khảo ở trên bốn bánh hoặc trên những cái trang diễn đàn mua bán ô tô cũ nhá. Rồi rồi, ok. Trời nắng quá, em đang toát cả mồ hôi rồi. Rồi, xin chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở clip sau. Em còn nhiều xe lắm, nhưng mà dự kiến là mai em sẽ livestream về tất cả cái dòng xe này cho các bác nhá. Ok.